khu nghỉ dưỡng Nam An Retreat, nằm ở trên trục đường chính nối liền thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Trên một bãi biển dài đầy nắng là một nơi vô cùng thích hợp để thư giãn cũng như là để thanh lọc tâm trí mình. Ngày đầu tiên đến đây, thành phố Đà Nẵng đón Lan Phương bằng một cơn mưa rất lớn. Nhưng mà sau cơn mưa lại khiến cho cảnh vật ở đây trở nên xanh mướt hơn và những công trình kiến trúc từ tre nứa lại đầy sức sống và thêm tươi mới. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng này thì được bao phủ bởi màu xanh của dây leo cũng như là cây cỏ, tạo thành một không gian vô cùng tươi mát và trong lành. Lớp dây leo này vừa khiến cho ta có cảm giác rất là riêng tư, tách biệt hoàn toàn với không gian sống bên ngoài, nhưng mà đồng thời lại gợi ra một cái không gian rất là mở, cũng đầy nắng và đầy gió. Và ấn tượng nhất ở đây là những công trình kiến trúc bằng tre nứa, mái tranh, sử dụng những nguyên liệu rất là gần gũi và đơn giản, nhưng mà tại đây thì chúng được tạo hình một cách rất là tinh tế và sang trọng. Ở trong không gian này thì mùi của cỏ cây, mùi của đất thực sự khiến cho Lan Phương nhớ lại những ký ức thân thương thời mà Lan Phương còn rất là nhỏ. Những con ngõ nhỏ với những bụi tre mọc ở quanh bờ tường, rồi cây cau, dây trầu trước hiên nhà, và thậm chí là những cái chum bằng đất đã rất là cũ kỹ. Chiếc nón lá, áo dài, mọi thứ ở đây đều mang đến cái cảm giác rất là bình dị, thân thương, và chắc chắn là bất cứ ai bước đến đây cũng sẽ gợi lại, nhớ lại về những ký ức thân thương của mình thời còn nhỏ. Đây là một nơi rất ấn tượng và cũng rất thú vị cho những ai muốn đến và trải nghiệm không gian văn hóa đậm chất Việt Nam. Còn riêng với Lan Phương thì khi đến đây thì Phương có lại được cảm giác bình yên và mọi thứ đưa Phương trở lại với thời tuổi thơ của mình. Mà đôi khi cuộc sống bận rộn lại làm cho Phương vô tình quên lãng.